Tập 27. Chủ tịch Đinh, hay là thế này đi, đây là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau, chụp hình kỷ niệm đi. Không muốn. Đừng ngại mà, chụp phát xong. Nào. Chụp anh cứng nhắc vậy, tự nhiên lên. Cười lên. Nào. 1, 2, 3, quả cà. Sao chẳng tự nhiên chút nào hết. Thế này đi, giải làm mặt quỷ, kiểu dứt bỏ hình tượng. Anh thử trước nhé. Như vậy không phải tốt hơn sao? Nào, cùng làm mặt xấu nhé. Nào, 3, 2, 1. Đổi cái khác. Đổi tiếp. Được rồi, chuyến du lịch đi tìm cảm hứng của chúng ta thành công mỹ mãn. Thành công? Cô tìm thấy cảm hứng rồi à? Vì anh đi cùng tôi tới Macau nên tôi mới tìm thấy đó. Giám đốc, thế này đi, chúng ta đi uống chai bia để chúc mừng nhé. Ba ngày ban mặt ai uống rượu chứ? Để tôi mua nước. Bên kia có cửa hàng tiện lợi đó. Được. Đinh Văn Hiếu hãy luôn dũng cảm tiến về phía trước, trở về với Mộc Linh Sang, tìm lại những gì thuộc về anh. Đừng quay đầu lại. Kết thúc này sẽ mở ra một cánh cửa mới. Ký hợp đồng đi. Chỉ cần ví tiền của tôi ở trước mặt, tôi sẽ ký hợp đồng ngay. Không cần tìm nữa. Là cái này chứ gì? Anh bị sao vậy? Lúc đi làm anh sợ tôi là kẻ đạo nhái, rồi còn kiểm tra điện thoại và túi sách của tôi. Giờ tan làm là thời gian riêng tư của tôi. Anh có quyền gì mà can thiệp? Có quyền gì à? Vì thiết kế của công ty lại bị đánh cắp rồi. Liên quan gì tới tôi? Cả túi và điện thoại của tôi đều anh giữ. Tôi ăn cắp kiểu gì đây? Anh đừng có chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Phiền anh tránh xa cuộc sống của tôi đi, được không? Cái này không được xem. Tại sao không được? Tôi nghi ngờ thiết kế của DI nằm ở đây. Trong này không có thiết kế của DI đâu. Vậy bên trong có gì? Là thiết kế của DI đúng chứ? Chỉ có tấm này thôi, bên trong không còn nữa. Cô coi tôi là ngốc à? Nếu chỉ có mỗi trang đó, tại sao không cho tôi xem? Đây là thiết kế của ông cha tôi để lại, tại sao phải cho anh xem? Cô chột dạ rồi đúng không? Không có thật mà, tôi không có ăn cắp thiết kế của DI. Tư Kỳ đưa tôi tờ này mà, tôi thực sự không có làm. Giám đốc, tôi bảo thiết kế của tôi phải tranh thủ từng chút. Sao anh làm như vậy? Bức này là của tôi. Cô hoàn thành công việc rồi đấy. Thật sao? Tiền thưởng đâu? Đừng lo, không thiếu phần của cô đâu. Điều quan trọng bây giờ là ăn cơm. Tỉnh rồi thì nhớ ăn gì lót dạ nhé. Còn nữa, uống nhiều nước vào. Không ngờ chủ tịch Đinh lại chu đáo như vậy. Dù thế nào đi nữa, người nên nói cảm ơn phải là tôi. Chủ tịch Đinh,
Anh sao vậy? Ngôn Hạ, dạo này được làm việc cùng cô, tôi thấy rất vui. Nhưng tiệc vui cũng phải tàn. Chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên tôi muốn, từ hôm nay, chúng ta kết thúc ở đây đi. Chủ tịch Đinh, nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi mệt rồi. Anh ơi, phải dỡ đồ vào chỗ nào? Anh cho chúng tôi địa chỉ đi. Ở năm tháng nhạt nhòa. Đây là gì? Là đồng phục ở cửa hàng đấy. Mặc cái này vào, anh mới hoàn toàn hòa nhập với không gian ở đây. Nào, quay đằng sau, giơ tay lên. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Này ông, Ngôn Hạ, trả ông tiền này. Tiệm may của tôi tay nghề không tốt. Tôi có thể nghe ông trách móc. Quần áo sửa sai tôi sẽ bồi thường. Nhưng mà xin ông đừng dứt tiền xuống đất để sỉ nhục chúng tôi. Tôi đền 200 tệ cho ông. Ngôn Hạ, Ngôn Hạ, rất xin lỗi, mong ông đừng giận cô ấy. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi ông, xin lỗi. Mong ông lần sau lại tới. Tại sao không nói với tôi mà tự đi sửa vậy? Tôi muốn mình xứng với bộ quần áo này. Muốn hòa nhập với nơi này, trở thành một phần của năm tháng nhạt nhòa. Tôi không muốn mình chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi. Ngôn Hạ, tôi không để tâm khi khách hàng lăng mạ tôi. Nhưng tôi muốn giữ lại cho mình chút danh dự cuối cùng. Nơi này từng đầy ắp tiếng cười, cãi giả. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Người bị thương vì va đập mạnh ở đầu, thần kinh chịu tổn thương, cho nên giờ còn hôn mê. Dù bây giờ đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng tình hình cũng không được lạc quan, có thể bị mất trí nhớ. Chỉ cần anh nhớ ra em, dù cho anh có quên tất cả, em cũng không quan tâm. Mọi thứ anh làm đều vì muốn tốt cho em, suy nghĩ cho em,
Nhưng chỉ vì lòng ích kỷ chiếm đoạt đi ai của anh. Anh lợi dụng em ư? Anh chỉ muốn em mãi mãi ở bên anh. Muốn tống cổ cái tên không yêu em, không quan tâm em ra khỏi trái tim em. Gợi cho anh một chút không gian trong đó. Nếu trong tim em có anh, em chỉ nghĩ tới những khi anh lợi dụng em mà thôi. Điều đó khiến em thấy ghê tởm. Anh vì em mà làm tất cả mọi thứ. Linh San, em quên hết rồi sao? Chỉ cần em muốn, anh có thể cho em tất cả những gì anh có. Tôi muốn níu giữ lại tất cả, nhưng rốt cuộc anh ấy thuộc về một người khác. Tôi không thể ích kỷ giữ cho riêng mình. Hôm nay mình phải ra tay mới được. Mẹ, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Đón con rể tới nhà chơi chứ sao? Chị với Đinh Văn Hiếu chỉ mới bắt đầu. Mẹ đừng gấp quá, người ta sợ chạy mất. Không chạy nổi đâu. Tình thế này đã khác rồi, phát triển ngoài dự kiến. Nói cứ như mẹ nhìn thấy vậy. Không nhìn thấy, nhưng mẹ nghe thấy. Cái này là do mẹ suy diễn, chưa chắc gì đã là sự thật. Được rồi, mau đi đi. Đừng làm phiền mẹ, mẹ bận lắm. Đi đi, tối nay nhớ đường về nhà. Không được vắng mặt. Mẹ làm bàn ăn thịnh soạn thế này, dù phải vượt buông trùng cửa ải, con cũng phải về. Ngôn Hạ vẫn chưa về. Sao chẳng có tin tức gì vậy? Không được, mình phải tới năm tháng nhạt nhòa. Thái Ngân, cô đi đâu vội vậy? Tới năm tháng nhạt nhòa. Tới năm tháng nhạt nhòa. Tới hối bản vẽ à? Sao tự nhiên Thái Ngân lại thân với Ngôn Hạ vậy chứ? Ngôn Hạ, chủ tịch Đinh và giám đốc Mộc đã gặp nhau chưa? Đương nhiên, con là tình cờ gặp nhau. Vậy thì tốt rồi. Ngôn Hạ, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm. Thái độ của tôi ngày trước đối với cô, tôi thực sự xin lỗi. Thái Ngân, chuyện qua rồi đừng để trong lòng nữa. Đúng rồi, chuyện của Hấn Mộc, cô định xử lý thế nào? Việc này liên quan tới sự nghiệp của cô đó. Tôi tính cả rồi, cô đừng lo. Vậy cần tôi giúp gì, cứ nói thẳng với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn cô. Việc PA trên thị trường quốc tế đã bắt đầu rồi. Giờ chỉ còn đợi thiết kế của Hấn Mộc nữa thôi. Chắc Ngôn Hạ về rồi. Trong vòng một tuần, chắc chắn thứ cô cần sẽ tới tay cô. Tôi rất trông đợi đấy. Hứa tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin đi trước. Dương tổng, thiết kế màu sao của bên ông phải nhanh đó. Cô muốn lấy lúc nào? Tốt nhất là trong vòng một tuần, cùng lúc với bên Hấn Mộc. Được, bạn thiết kế xong lúc nào tôi báo cho cô lúc đó. Được, giữ liên lạc. Được. Sứ mặt trần, quả này anh ngã đau rồi. Sao hôm nay không đi làm? Em nói với anh rồi còn gì. Thời gian đi làm tan làm, em tự quyết định được. Ừ, đúng nhỉ. Nếu đã vậy, anh đưa em tới nơi này. Đi đâu? Đi đón gió biển. Dù gì thì cũng không có việc gì làm. Ok. Sau khi Hấn Mộc đổi nhà thiết kế, hạng mục bị ngưng trệ. Cô gái tên Ngôn Hạ này rốt cuộc có được không? Chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi. Giờ mọi thứ đang tập trung hết vào tay Ngôn Hạ.
Chúng ta chỉ cần có một hành động đã có thể tạo ra một phong ba bão táp, đẩy DI tới bờ vực thẳm. Việc đầu tư của chúng ta không phải thất bại rồi hay sao? Phần trăm thắng lợi trong ván cờ này thấp quá. Chúng ta phải nghĩ cách thoát thân thôi. Ra biển chơi thật là thích. Gió thổi bay hết mọi buồn phiền. Nhậm Hút, em biết anh thích em, nhưng người em để ý tới chỉ có Hứa Mặc Trần thôi. Cho nên anh đừng can thiệp vào chuyện giữa em và Hứa Mặc Trần nữa. Nếu không thì chúng ta không thể làm bạn nữa đâu. Anh nói rồi, em thích ai là quyền của em, anh không can thiệp được. Anh chỉ không muốn em bị Hứa Mặc Trần lừa, bị hắn chơi đùa. Nhưng em tình nguyện thì sao? Chỉ cần em không hối hận thì tùy em thôi. Dù gì tuổi trẻ nên điên rồ một lần. Anh rất rõ tiêu chuẩn chọn người của em. Anh hẳn là không nằm trong danh sách đạt tiêu chuẩn. Cho nên anh rất mong có một người thật tốt, thật phù hợp ở bên em, chăm sóc em, che chở cho em. Nhưng trước khi người này xuất hiện, chỉ cần em không chê, anh sẽ tạm thời thay hắn làm những việc ấy. Nhậm Hút, đây chính là tâm ý của bạn cùng nhà lâu năm, nên em đừng có từ chối. Ok. Tài năng của mình dùng hết vào mâm cơm này rồi. Hình như còn thiếu một thứ. Rượu. Giữ bao nhiêu năm, giờ đã tới lúc dùng rồi. Ở ngoài kia con còn ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Mẹ không làm đồ bếp thì quá là ổn. Hôm nay sao mà dẻo miệng thế? Chị đâu? Sao chị còn chưa về? Gọi cho chị con đi. Dạ. Ngôn Hạ, con về rồi à? Văn Hiếu đâu? Chị không chơi cái trò tình huống chuyển mặt bất ngờ chứ? Chủ tịch Đinh, anh ra đi, đừng tìm nữa. Đinh Văn Hiếu không tới. Sao vậy? Không phải con đi Macau với nó sao? Hai đứa thuê chung một khách sạn, còn ở chung một phòng. Không phải đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở Macau đã xảy ra chuyện gì rồi? Mẹ, giờ con không muốn nói tới những chuyện ấy, con muốn nghỉ ngơi. Không được, con phải nói rõ cho mẹ. Tóm lại là sao? Mẹ à, con thực sự không muốn nói. Con mệt lắm, con đi nghỉ đây. Ngôn Hạ, mẹ ơi mẹ, mẹ đừng ép chị. Nhìn dáng vẻ thôi đã biết rồi, chắc chắn có chuyện khó nói. Chuyện khó nói gì? Mẹ là mẹ nó đấy. Chuyện gì khó nói chứ? Mẹ phải làm rõ chuyện này. Mẹ à, cho chị không gian riêng đi. Mẹ ép chị làm gì? Cho chị ấy một chút thời gian suy nghĩ. Khi nào chị muốn nói, chắc chắn sẽ nói. Không lẽ nào, đang tốt đẹp mà, sao lại thế chứ? Thank you.
Alo. Xin lỗi, chủ tiệm. Tôi có lẽ không tiếp tục đi làm được nữa rồi. Có chuyện gì sao? Nếu cần tôi giúp thì cô cứ nói. Rất cảm ơn chị vì chị đã luôn giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn nhất. Nhưng chuyện này chẳng ai giúp được tôi cả, tự tôi mới có thể giải quyết được. Mong chị đồng ý cho tôi thôi việc. Đó là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi rồi. Nếu đã vậy, tôi cũng không giữ cô lại. Cảm ơn chị. Văn Hiếu, em sẽ luôn ở bên bảo vệ anh cho tới khi em sức tàn lực kiệt mới thôi. Chuyến đi tìm kiếm cảm hứng đã kết thúc rồi. Tôi tin cô đã tìm thấy cảm hứng mà cô muốn rồi. Ngôn Hạ, Hấn Mộc bây giờ chỉ có thể dựa vào cách cô làm mới ý tưởng thôi. Hứa Tổng, anh thật sự tin tôi có thể hoàn thành Hấn Mộc, khiến DI trở thành thương hiệu cao cấp quốc tế sao? Thứ tôi tin là năng lực nhìn người của Đinh Văn Hiếu. Hơn nữa, cô và Linh Sang đã chứng minh rồi. Nhưng DI giờ chỉ có tôi, không có chủ tịch Đinh hay giám đốc Mộc. Anh liệu có chắc chắn không? Tôi chắc chắn hay không không quan trọng. Quan trọng là con đường thiết kế của cô sau này đi thế nào cho phải. Cô có thời gian một tuần, đừng làm tôi thất vọng. Tôi còn có cuộc họp, cố lên. Hứa Mặt Trần, tôi e là phải khiến anh thất vọng rồi. Thiết kế Ngôn Hạ đã quay về rồi. Vậy thiết kế của Hấn Mộc đâu? Chủ tịch Dương, hẳn anh không muốn nghe tôi giải thích rồi. Suy nghĩ của tôi giống như các vị ngồi đây. Thứ mọi người muốn thấy là kết quả. Trong vòng một tuần, tôi sẽ cho các vị một đáp án khiến các vị hài lòng. Hấn Mộc sắp tới hạn nộp thiết kế rồi, sao Ngôn Hạ lại không lo lắng gì vậy? Không được, phải đi hỏi xem sao. Nóng, ăn chậm thôi, có ai tranh đâu. Có ngon không? Đi thôi. Cô sao vậy?
Đây là ghi chép của ngày hôm nay. Cô nghiên cứu thử xem có tìm thấy cảm hứng nào không. Cảm ơn vì những cố gắng của anh. Cảm ơn gì? Nếu cô thành công thì chứng tỏ mắt nhìn người của tôi chuẩn. Hấn mộng là cơ hội để cô thực hiện ước mơ. Phải cố gắng thực hiện nó bằng được. Nếu mệt quá muốn buông bỏ, năm tháng nhạt nhòa cứ giao cho tôi đi. Nếu hy vọng ấy còn mù mịt, tôi sẽ cố gắng để nó sáng lên. Đinh Văn Hiếu, nếu anh đã chắc chắn về mắt nhìn người của mình, tôi và giám đốc Mộc có thể giúp đi ai lên sàn. Nhưng giờ chỉ có mình tôi thôi. Điều đó còn có thể nữa không? Ngôn Hạ, về hấn mộc, cô có ý tưởng gì không? Thái Ngân, điều này quan trọng lắm sao? Đương nhiên rồi. Bây giờ mọi thứ đang nằm hết trong tay cô đó. Nếu như thất bại, có thể cô sẽ mất luôn tương lai làm nhà thiết kế. Nếu cô đã biết rồi, sao giờ còn chưa lo? Vài ngày nữa là phải nộp bản thiết kế rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ giao đúng hạn. Vậy tôi đi thông báo họp bên phòng thiết kế nhé. Thái Ngân, về hấn mộc, tôi muốn làm một mình. Thứ hấn mộc muốn hướng đến thương hiệu cao cấp quốc tế, chỉ dựa vào mình cô thì không xong được. Phải cần tới sức của cả phòng thiết kế mới được. Thái Ngân, cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Hãy tin tôi, tôi có thể hoàn thành nó một mình. Nếu đã vậy, tôi cũng không ép cô. Nhưng mà nếu có gì khó khăn, nhất định phải nói với tôi nhé. Văn Hiếu, Văn Hiếu, Văn Hiếu, anh tỉnh rồi. Văn Hiếu, em là Linh Sang đây. Em là Linh Sang. Linh Sang. Văn Hiếu, anh nhận ra em sao? Sao trong đầu anh chỉ toàn là những đoạn ký ức lộn xộn? Anh đừng nôn nóng, em đi tìm bác sĩ ngay. Đinh Văn Hiếu, bị sao vậy chứ? Đi Macau rồi mất tích luôn. Mình phải đi tìm hiểu mới được. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Văn Hiếu có bao giờ tắt máy đâu. Qua kiểm tra, máu tụ trong não tiêu nhanh, cho nên hồi phục thần kinh cũng nhanh. Mai có thể xuất viện rồi. Bác sĩ, sao trí nhớ của tôi lại trở nên hỗn loạn như vậy? Bởi vì da đập mạnh, thần kinh não bộ bị tổn thương, cho nên mới xảy ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Nếu muốn hoàn toàn bình phục, chỉ cần một việc khiến anh có ấn tượng mạnh mẽ để kích thích. Văn Hiếu, anh đừng lo, em sẽ giúp anh lấy lại trí nhớ. Linh Sang, quan hệ của anh với em là gì? Chúng ta rất thân sao? Đương nhiên rồi. Em là vợ sắp cưới của anh. Vợ sắp cưới? Ngoài là vợ sắp cưới, em còn là đồng nghiệp của anh nữa.
chúng ta cùng nhau chứng kiến của phát triển DI. Điều anh quan tâm nhất là việc công ty được niêm yết trên thị trường cổ phiếu. DI là gì? Công ty được niêm yết trên thị trường là sao? DI là một thương hiệu thời trang. Anh là người đứng đầu của DI. Việc sinh sản của DI là di nguyện của bố anh trước giờ phút lâm chung. Văn Hiếu, đừng vội. Từ từ, rồi sẽ nhớ ra mà. Ở Macau, chủ tịch Đinh không phải cô ở cùng cậu ấy sao? Sao cô về một mình? Văn Hiếu đâu? Anh ấy ở chỗ giám đốc Mộc. Mộc Linh Sang cũng ở Macau. Cậu ấy sẽ không vì Linh Sang mà không quay về đâu. Chắc chắn có vấn đề. Anh Ngô, thấy họ ở cùng nhau rồi tôi mới đi mà. Có vấn đề gì sao? Ngôn Hạ, trong lòng Văn Hiếu, cô quan trọng hơn Mộc Linh Sang. Nếu để cậu ấy chọn, chắc chắn cậu ấy sẽ chọn cô, chứ không phải chọn Mộc Linh Sang. Và Văn Hiếu không có thói quen tắt điện thoại. Cậu ấy không thể tắt điện thoại được. Mẹ, mẹ đừng lo chuyện của chị nữa. Nếu họ có duyên, chắc chắn sẽ ở bên nhau mà. Nếu không có duyên, ép cũng không có tác dụng gì. Nói thì nói vậy, mẹ chỉ sợ chị con, sợ phá hỏng tình cảm của người khác mà làm chuyện ngốc nghếch. Dù có làm gì ngốc nghếch thì quyền lựa chọn cũng nằm trong tay Đinh Văn Hiếu. Nếu anh ta muốn ở bên chị thì ai ngăn nổi? Số của chị con sao lại khổ như vậy? Hấn Mộc là bàn đạp để DI vươn ra thị trường quốc tế. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào mày. Cho nên mọi thứ nên để mày tự quyết định. Thái Ngân, đây là thiết kế của Hấn Mộc. Cô đưa Hứa Tổng giúp tôi. Sao cô không tự đưa cho anh ấy? Tôi không muốn gặp anh ta nữa. Đây là thiết kế của Hấn Mộc. Không ngờ mới một ngày đã làm xong. Giám đốc Ngôn đâu? Cô ấy đi rồi à? Được, cô đi làm việc tiếp đi. Châu Cần, thiết kế hoàn thành rồi. Mở gấp cuộc họp hội đồng quản trị. Dương Hy Trạch, tôi nhất định sẽ bịt kín miệng anh lại.
Tôi biết rồi. Tôi qua đó ngay. Thiết kế bình hấn mộc hoàn thành rồi. Hứa Mặt Trần muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị. Nhanh vậy sao? Tôi có hơi nghi ngờ đấy. Lát nữa tới DI là rõ ngay thôi. Dương Tổng, nếu họ làm xong thật, vậy thì kế hoạch của chúng ta không thực hiện được nữa rồi. Tôi sẽ không để họ qua cửa dễ thế đâu. Thiết kế của Vũ Huy phải làm nhanh lên mới được. Tôi hiểu rồi. Tôi đi trước đây. Cô gái tên Ngôn Hạ này có bản lĩnh thế sao? Trong một khoảng thời gian ngắn đã làm xong thiết kế rồi. Nhắm mắt chọn năm tháng nhạt nhòa, hoặc chọn làm người dũng cảm chính trực. Bố ơi, con tin bố nhất định sẽ tôn trọng quyết định của con. Mời các vị tới DI hôm nay, tôi hy vọng các vị có thể cùng tôi chứng kiến thời khắc lịch sử của Hấn Mộc. Châu Cần, Hứa Tổng, anh chắc chắn những thiết kế này là phương án mới nhất của Hấn Mộc sao? Dương Tổng, có vấn đề gì sao? Những thiết kế này đều là do ăn cắp mà ra. Lẽ nào anh không biết đây đều là những thiết kế mà những quý trước của Vũ Huy làm sao? Anh định lấy những thứ này để lừa bịp cổ đông à? Dương Tổng, anh là cổ đông của Vũ Huy, muốn dùng chiêu này công kích tôi để DI rơi vào khủng hoảng, anh đạt được mục đích của mình. Thủ đoạn này không phải quá rồi sao? Hứa Tổng, anh chắc chắn tập bản thảo này chỉ có một phần chứ? Những thiết kế này đều do một tay Ngôn Hạ đảm nhận, nên đương nhiên tôi phải chắc chắn rồi. Tốt, nếu đã vậy, tôi có thể khẳng định luôn dần ngay tập bản thảo này có phải do đạo nhái mà có không? Alo, Tô Hùng, mang thiết kế những quý trước của công ty qua đây cho tôi ngay bây giờ. Đợi một lát nhé các vị. Hứa Mặt Trần, đây là việc giúp anh đẩy Đinh Văn Hiếu ra khỏi công ty. Tôi tin anh chắc không lấy làm lạ nữa. Mọi người đều thấy rồi chứ? Hứa Tổng có muốn giải thích gì về chuyện này không? Chắc chắn là do Ngôn Hạ nhầm lẫn. Thân làm chủ tịch của DI, thiết kế là đồ ăn cắp cũng không biết. Hứa Tổng, cái lỗi cơ bản thế này cũng vấp phải. Tôi đang nghĩ anh không có năng lực điều hành công ty đấy. Cả tập đoàn bây giờ đều đang trông chờ vào thiết kế quý này của Hấn Mộc. Chỉ vì quyết định sai lầm của cậu mà cả tập đoàn rơi vào cơn khủng hoảng rồi đấy. Ngôn Hạ, cho cô là sao chép thiết kế của Vũ Huy? Hứa Tổng, thủ đoạn này không phải quen thuộc với anh lắm à?
Cô đừng quên, nếu hứa mộng thất bại, cô sẽ có kết cục ra sao? Con đường làm nhà thiết kế coi như chấm dứt. Đã biết vậy sao còn làm? Vì tôi không muốn làm tổng phạm. Dùng chính thiết kế của mình giúp đỡ âm mưu của anh. Nhưng cô đừng quên, điều khoản bồi thường hợp đồng sẽ khiến cô mất luôn cả cửa tiệm này. Đúng vậy, tôi từng rất sợ khi nghĩ tới việc mất đi cửa tiệm này. Cho nên Đinh Văn Hiếu mới bỏ kế hoạch đặt hàng tư nhân.